Nhiều hoạt động chào mừng Quốc khánh 2 tháng 9 tại Biên Hòa. Chính thức thông xe cầu Bạch Đằng 2 nối Đồng Nai với Bình Dương. 10 trên 11 huyện thành phố hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước cho trẻ dưới 6 tuổi. Sĩ số học sinh ở Biên Hòa vẫn cao. Đồng Nai chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng bệnh sởi. Phóng sự Đồng Nai phấn đấu phủ trường chuẩn quốc gia ở nông thôn. Sáng 2 tháng 9 tại công viên Dương Tử Giang, thành phố Biên Hòa, Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa phối hợp với Liên đoàn Thể dục tỉnh Đồng Nai tổ chức chương trình đồng diễn xếp hình bản đồ Việt Nam và ngày hội chắp cánh ước mơ, đồng hành cùng em đến trường. Tham dự chương trình đồng diễn năm nay là sự có mặt của hơn 1.000 hội viên của các đơn vị, công an thành phố, quân sự thành phố, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, cán bộ công chức các phòng ban chuyên môn đoàn thể chính trị thành phố và cán bộ công chức 30 phường xã. Liên khúc ba bài biểu diễn trong chương trình là Múa non lá xin chào Việt Nam, Nhảy dân vũ Việt Nam ơi, Nhảy dân vũ năng động Việt Nam. Cũng trong dịp này, ban tổ chức đã trao 90 suất học bổng cho các em học sinh trong ngày hội chắp cánh ước mơ đồng hành cùng em đến trường, với mục đích chăm lo cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, chuẩn bị hành trang bước vào năm học mới. Ngày 2 tháng 9, cầu Bạch Đằng 2 bắc qua sông Đồng Nai kết nối huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai và thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương đã chính thức thông xe. Cầu Bạch Đằng 2 cùng phần đường dẫn hai đầu cầu có chiều dài gần 3 km, trong đó phần cầu dài hơn 400m, rộng 17m, gồm 4 làn xe, tĩnh không 7m. Tổng mức đầu tư dự án là gần 500 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Việc hoàn thành xây dựng và chính thức thông xe cầu Bạch Đằng 2 sẽ tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của hai địa phương, đồng thời hoàn thiện hệ thống giao thông liên tỉnh trong khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giúp kết nối giao thương giữa các khu công nghiệp phía thành phố Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên của tỉnh Bình Dương với thành phố Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Theo Công an tỉnh, tính đến nay toàn tỉnh đã có 10 trên 11 công an huyện thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước đối với nhóm trẻ em dưới 6 tuổi. Toàn tỉnh hiện đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước cho nhân khẩu là trẻ em dưới 6 tuổi, đạt tỷ lệ 99,46%. Kết quả đó ghi nhận sự ủng hộ và đồng thuận rất cao của nhân dân trong triển khai thi hành luật căn cước năm 2023, nhất là sự phối hợp của gia đình, nhà trường và khu dân cư trong chấp hành pháp luật của nhà nước về căn cước, định danh và xác thực điện tử, đã tích cực đăng ký cấp thẻ căn cước nhóm trẻ em dưới 6 tuổi thông qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, trong năm học 2024-2025, sĩ số học sinh bình quân trên lớp đối với bậc tiểu học và trung học cơ sở dù đã giảm so với năm học trước nhưng vẫn cao so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, bậc tiểu học, số học sinh trung bình là 38 em một lớp, đã giảm so với năm học trước là 39 em một lớp, song vẫn cao hơn so với quy định là 35 em một lớp. Đặc biệt, có nhiều trường tiểu học sĩ số lên đến trên 45 học sinh một lớp. Ngoài ra, có 2 trường tiểu học có sĩ số học sinh cao và có nguy cơ phát sinh K3, trong đó trường tiểu học Phan Đình Phùng có gần 3,9 ngàn học sinh và được chia thành 95 lớp. Trường vẫn còn 1,4 ngàn học sinh khối lớp 4 và lớp 5 phải đi học nhờ tại trường tiểu học Bình Đà. Đối với học sinh bậc trung học cơ sở, năm nay thành phố tăng hơn 3,8 ngàn học sinh, tập trung ở các trường công lập, trung bình là 46 học sinh một lớp, trong khi Bộ Giáo dục Đào tạo quy định là 45 học sinh một lớp. Cũng theo Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, năm học này thành phố đã khắc phục dứt điểm việc mượn phòng học tại một số trường do các công trình xây dựng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa có văn bản đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành phố trong tỉnh khẩn trương điều tra, rà soát đối tượng trong độ tuổi để chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng bệnh sởi năm 2024. Đối tượng bao gồm trẻ từ 1 đến 10 tuổi tại vùng nguy cơ, kể cả trẻ vãng lai đang sinh sống tại địa phương. Mỗi trẻ sẽ được tiêm một mũi vaccine sởi rubella MR. Nhân viên y tế có nguy cơ tại các cơ sở y tế điều trị bệnh nhân sởi chưa được tiêm đủ mũi vaccine có chứa thành phần sởi theo quy định. Các trung tâm y tế cần lập kế hoạch dự trù vaccine, vật tư, kinh phí để tổ chức triển khai, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức điểm tiêm chủng tại các trạm y tế, trường học chi tiết, cụ thể và đảm bảo an toàn. Huyện Cẩm Mỹ, dù là huyện nông thôn mới và còn nhiều khó khăn, nhưng đây là địa phương có 100% trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. Như trường trung học cơ sở Ngô Quyền ở xã Sông Rây, gây ấn tượng mạnh về sự khang trang, bề thế. Trường vừa được đầu tư nâng cấp xây mới với kinh phí hơn 52 tỷ đồng. Thì đến giờ này thì trường đã xây dựng khang trang, sạch đẹp. Hiện nay thì trường có 22 phòng học văn hóa, các phòng chức năng là đầy đủ, các cái khu vệ sinh, rồi nhà đa năng, rồi sân chơi bài tập,
rất là đầy đủ để phục vụ cho công tác dạy và học. Ở Cẩm Mỹ, trường học nào cũng khang trang. Đó là kết quả của việc quy hoạch, đầu tư trường lớp bài bản của huyện với mục tiêu không để tình trạng lớp quá tải, sĩ số đông vượt quá quy định hay phải học ca ba. Huyện Xuân Lộc, bên cạnh những kết quả nổi bật, thì có lẽ năm học này, niềm vui lớn nhất của ngành giáo dục huyện là có thêm một ngôi trường đặc biệt, trường tiểu học, trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ. Đặc biệt ở chỗ là trường công lập, nhưng toàn bộ kinh phí hơn 80 tỷ đồng xây dựng trường này là do Tập đoàn Phong Thái Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giày Dona Standard Việt Nam tài trợ với mục đích tạo điều kiện tốt cho việc học tập của con em công nhân, người lao động. Và đây cũng sẽ là ngôi trường bán trú đầu tiên ở Xuân Lộc. Trường tiểu học trung học cơ sở Huỳnh Văn Nghệ được tổ chức theo mô hình bán trú với khung thời gian học tập tương tự như khung thời gian lao động của công nhân. Ngoài chương trình học tập chính khóa, các em sẽ tham gia các hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống, vui chơi thể thao, nghệ thuật, học tiếng Anh với người nước ngoài để các em có nền tảng học tập và tư duy tốt. Cũng là địa phương còn nhiều khó khăn, song việc đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục ở Xuân Lộc lại có nhiều điểm sáng. Hiện toàn huyện có 65 trên 66 trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ gần 98,5%. Trong đó có 9 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Trong những năm qua, thì đảng bộ và chính quyền địa phương cũng có nhiều cái kế hoạch để phát triển về giáo dục. Thì kết quả nổi bật của địa bàn huyện Xuân Lộc trong ngành giáo dục đó là cái công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia đạt mức độ 2. Đã có cái 9 trường đạt chuẩn mức 2. Đây là một cái điểm nổi trội của ngành giáo dục. Có trường lớp khang trang, có đầy đủ thiết bị phục vụ dạy và học. Cả thầy và trò ở những ngôi trường chuẩn quốc gia sẽ có thêm niềm vui, động lực để bước vào năm học mới hướng tới kết quả cao nhất.